Xin kính chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn các lệnh cơ bản đó là lệnh xóa và lệnh undo cũng như lệnh redo. Mình sẽ vào AutoCAD. Lệnh đầu tiên là lệnh xóa thì mình sẽ tạo ra một vài cái đường thẳng ở đây. Như này chẳng hạn. Khi để xóa một đối tượng, các bạn có thể vào Home và các bạn thấy cái biểu tượng Erase tức là xóa. Hay các bạn cũng có thể gõ lệnh E, Enter. Sau đấy chúng ta hãy lựa chọn các đối tượng mà các bạn muốn xóa. Các bạn có thể kích chuột hoặc là quét chuột như thế này. Đấy. Sau đấy các bạn enter hoặc cú cách. Chúng ta đã xóa được đối tượng. Đấy, thì đấy là lệnh xóa. Lệnh thứ hai mà mình muốn hướng dẫn các bạn đó là lệnh undo và redo. Mà các bạn có thể quen ở nhiều phần mềm khác đó là lệnh Ctrl Z và Ctrl Y. Nếu như mình sẽ tạo ra một vài đoạn thẳng như thế này. Đấy, bây giờ các bạn có thể kích vào cái biểu tượng này để undo. Đấy. Hoặc các bạn Ctrl Z cho mình. Đấy, mình cắt kích vào đây nhá. Đấy, các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ quay lại cái lệnh trước đấy. Hoặc các bạn cũng có thể redo là các bạn kích vào đây. Hoặc ấn Ctrl Y. Đấy, chúng ta sẽ tiến lại tiến lên cái lệnh trước đấy. Thì những cái lệnh này thì là những cái lệnh cơ bản rồi. Tuy nhiên ở trong AutoCAD thì hai cái lệnh undo và redo nó có một vài cái điểm đặc biệt như sau. Thứ nhất thì AutoCAD nó sẽ undo hay redo các chuỗi lệnh chứ nó không thao xóa không sử dụng undo redo cho từng lệnh nhỏ. Đấy, ví dụ như là chúng ta sẽ xóa thế này, mình sẽ vẽ lại nhé. Đấy, các bạn thấy này, mình sẽ vẽ những cái đoạn thẳng liên tiếp, những cái đoạn thẳng liên tiếp nhớ nhé, những cái chuỗi lệnh liên tiếp như này. Và mình Ctrl Z thì các bạn thấy rằng nó sẽ xóa cả chuỗi lệnh chứ nó không xóa từng một cái đoạn thẳng nhỏ. Đấy, tương tự Ctrl Y cũng vậy. Đấy, điểm đặc biệt thứ hai đó là cái thao tác undo và redo nó cũng áp dụng cho các cái thao tác điều khiển màn hình. Ví dụ mình di chuyển màn hình sang đây. Đấy, thì bây giờ mình Ctrl Z này. Đấy, thì nó cũng cái thao tác di chuyển màn hình nó cũng được undo hoặc redo. Ví dụ mình Ctrl Y này. Đấy, thì nó cũng được di chuyển. Cái lưu ý thứ ba thì đó là sử dụng lệnh undo các bạn có thể gõ phím. Ví dụ mình gõ undo này, mình enter này. Ở đây thì phần mềm AutoCAD có thể cho phép các bạn quay lại một chuỗi nhiều lệnh. Như ở đây mình muốn quay lại cái hai chuỗi lệnh chẳng hạn, mình ấn 2 này, mình enter. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã quay lại được hai chuỗi lệnh. Hoặc mình làm lần nữa này, mình undo này. Mình ấn thêm một lần nữa này, mình enter này. Đấy, thì nó sẽ quay lại tiếp một lần chuỗi lệnh. Đấy. Tương tự với redo thì các bạn có thể gõ lệnh redo. Đấy. Tiếp theo lần nữa redo. Đấy. Thì nó sẽ quay lại. Hoặc các bạn muốn redo nhiều lần thì các bạn sẽ có lệnh m redo. Và mình enter. Tương tự phần mềm cũng bảo các bạn là chúng ta muốn tiến thêm bao nhiêu chuỗi lệnh. Đấy. Thì mình gõ 2 chẳng hạn. Mình enter này. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã tiến lên được hai chuỗi thao tác lệnh. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản về các lệnh xóa và lệnh undo, redo trong phần mềm AutoCAD. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.